Xin chào quý vị và các bạn, bây giờ là thời lượng bản tin 16 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Một số tin tức trong tỉnh đáng chú ý sẽ mở đầu cho bản tin chiều nay, thứ ba, ngày 12 tháng 9. Sáng ngày 12 tháng 9 tại tỉnh Cao Bằng, Ban Liên lạc Cựu thanh niên xung phong chiến khu Việt Bắc phối hợp với cụm hội Cựu thanh niên xung phong 6 tỉnh Việt Bắc tổ chức hội nghị tọa đàm thanh niên xung phong chiến khu Việt Bắc tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp và chiến dịch Điện Biên Phủ. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Trọng Kim, Chủ tịch Hội cựu Thanh niên Sung Phong Việt Nam, đồng chí Hà Ngọc Giáp, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, trưởng Ban dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh, đại diện lãnh đạo một số sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, hội cựu thanh niên sung phong các tỉnh Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của lực lượng thanh niên sung phong việt nam nghe các báo cáo tham luận của hội cựu thanh niên sung phong các tỉnh việt bắc về những sự đóng góp công sức của lực lượng thanh niên sung phong các tỉnh chiến khu việt bắc trong kháng chiến chống thực dân pháp và chiến dịch điện biên phủ trong các cuộc chiến tranh, lực lượng thanh niên sung phong cả nước nói chung và thanh niên sung phong cụm 6 tỉnh chiến khu Việt Bắc nói riêng luôn nêu cao tinh thần yêu nước, chiến đấu dũng cảm, kiên cường, đóng góp mồ hôi, hy sinh xương máu, làm nên thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, giành độc lập tự do cho Tổ quốc. Đặc biệt trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, trên 4.000 thanh niên sung phong chiến khu Việt Bắc đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, lập thành tích to lớn trên các chiến trường, trong chiến dịch Điện Biên Phủ, lực lượng thanh niên sung phong đã đảm bảo giao thông thông suốt trong mọi tình huống, mở đường mới, tránh đánh trọng điểm, làm cầu kè, đường ngầm dạn chiến. Lực lượng thanh niên sung phong đã mở rộng sửa chữa 3.300 km đường, tham gia đảm bảo giao thông, ra phá hàng nghìn quả mìn nổ chậm, làm mới 63 km đường xung quanh để kéo pháo và động cơ pháo trong quá trình diễn ra chiến dịch vận chuyển tiếp tế lương thực cho bộ đội cùng với lực lượng vũ trang, chiến đấu, phục vụ chiến đấu, góp phần cùng toàn đảng, toàn quân, toàn dân, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Trọng Kim, Chủ tịch Trung ương Hội cựu Thanh niên sung phong Việt Nam khẳng định, những đóng góp to lớn và sự hy sinh của lực lượng thanh niên sung phong tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp và chiến dịch Điện Biên Phủ, qua đó giúp cho các thế hệ thanh niên sung phong và thế hệ trẻ nhận thức sâu sắc hơn, đầy đủ hơn tầm vóc giá trị lịch sử về chủ trương đường lối và sự lãnh đạo sáng suốt tài tình của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong kháng chiến giải phóng dân tộc chống thực dân Pháp góp phần hun đúc tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ý chí độc lập, tự do và khát vọng hòa bình. Trong giai đoạn hiện nay, chung tay với cấp ủy chính quyền, hội cựu thanh niên sung phong các tỉnh Việt Bắc, tiếp tục phát huy phẩm chất truyền thống cách mạng của thanh niên sung phong Việt Nam, củng cố xây dựng tổ chức hội, nâng cao vị thế tổ chức trong các hoạt động của hội, đẩy mạnh phong trào nghĩa tình đồng đội đền ơn đáp nghĩa, chăm lo hỗ trợ giúp đỡ đối với hội viên nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cả về tinh thần và vật chất, góp phần tích cực vào việc thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước cùng với đó phối hợp thực hiện tốt việc giáo dục truyền thống đối với thế hệ trẻ để kế thừa và phát huy bản lĩnh tinh thần sung kích sáng tạo tình nguyện trong tham gia mọi nhiệm vụ của đất nước. Dịp này, Hội cựu thanh niên sung phong Việt Nam đã trao quà của công ty cổ phần dược phẩm Tâm Việt An cho Hội cựu thanh niên sung phong 6 tỉnh Việt Bắc, tổng trị giá 2,1 tỷ đồng. Sáng ngày 12 tháng 9, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức gặp gỡ các cơ quan báo chí tuyên truyền Đại hội Công đoàn tỉnh Cao Bằng lần thứ 17, nhiệm kỳ 2023-2028. Đến sự có lãnh đạo Ban dân vận tỉnh ủy, Ban tuyên giáo tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh, lãnh đạo, phóng viên của các cơ quan báo chí trung ương và địa phương. Đại hội Công đoàn tỉnh Cao Bằng lần thứ 17 là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng đối với phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn toàn tỉnh, là dịp sinh hoạt chính trị dân chủ rộng rãi của cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động. Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ 17 sẽ tổ chức trong 2 ngày 19 và ngày 20 tháng 9 năm 2023 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh với 250 đại biểu thảo luận tập trung làm rõ nội dung tuyên truyền các phóng viên báo chí được cung cấp thông tin đầy đủ kịp thời, các cơ quan báo chí hoàn thành sớm số báo đặc biệt, phóng sự tuyên truyền về đại hội, thống nhất nội dung, thời gian, thời lượng phóng sự tuyên truyền đại hội, đa dạng nội dung, hình thức tuyên truyền trên các loại hình báo chí. Đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí nêu rõ các câu hỏi làm rõ hơn một số kết quả nổi bật của công đoàn vai trò công đoàn trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên công nhân viên chức người lao động. Hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở ngoài nhà nước. Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh làm rõ các ý kiến của các cơ quan báo chí trân trọng cảm ơn và mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục quan tâm đồng hành gắn bó phối hợp chặt chẽ với các cấp công đoàn từ tỉnh đến cơ sở trong phong trào công nhân viên chức người lao động và hoạt động công đoàn kịp thời phản ánh về những gương tập thể cá nhân điển hình tiên tiến những mô hình mới tiêu biểu những cách làm hay tâm tư nguyện vọng của đoàn viên người lao động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần quan trọng vào sự thành công của đại hội công đoàn tỉnh Cao Bằng lần thứ 17, nhiệm kỳ 2023-2028. Tiếp theo sau đây như thường lệ sẽ là thông tin trong nước quốc tế. Sáng ngày 12 tháng 9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 26, dự kiến phiên họp sẽ diễn ra trong 5 ngày, được chia thành 3 đợt. Đợt 1 từ ngày 12 đến sáng ngày 14 tháng 9, đợt 2 từ ngày 18 và ngày 20 tháng 9, đợt 3 ngày 29 tháng 9 để xem xét 18 nội dung. Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về nhiều nội dung rất quan trọng, trong đó về công tác lập pháp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến đối với 7 dự án luật và 3 dự thảo nghị quyết thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các dự án luật, dự án luật công nghiệp quốc phòng an ninh và động viên công nghiệp, dự án luật lưu trữ sửa đổi, dự án luật tổ chức tòa án nhân dân sửa đổi, dự án luật thủ đô sửa đổi, dự án luật bảo hiểm xã hội sửa đổi lần 2. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu, chỉnh lý các dự án luật, dự án luật các tổ chức tín dụng sửa đổi, dự án luật đất đai sửa đổi lần 2. Về công tác giám sát tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến xem xét về các nghị quyết của Quốc hội liên quan đến giám sát chuyên đề, nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn. Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 6 của Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ phiên họp lần này và phiên họp thường kỳ tháng 10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ là bước chuẩn bị cơ bản cho nội dung của kỳ họp thứ 6. Chủ tịch Quốc hội cho biết hiện nay có nhiều hoạt động đối ngoại quan trọng của nhà nước và nhiều hoạt động khác của lãnh đạo đảng nhà nước. Quốc hội cũng chủ trì hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu. Diễn đàn Kinh tế xã hội Việt Nam năm 2023, do đó chương trình phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có thể điều chỉnh bổ sung để bảo đảm linh hoạt, hoàn thành công việc. Nhấn mạnh khối lượng công việc là rất lớn, bận rộn và khẩn trương. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan của Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, các cơ quan tổ chức hữu quan bố trí họp đầy đủ, các ủy viên, ủy ban thường vụ Quốc hội tập trung nghiên cứu tài liệu và làm việc với tinh thần hết việc. Cục Bảo vệ Thực vật Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, hiện Cục đang hoàn tất thủ tục để mở cửa xuất khẩu sầu riêng sang Ấn Độ. Sầu riêng tươi Việt Nam hiện đang xuất khẩu sang 24 thị trường, sầu riêng đông lạnh cũng đang xuất khẩu sang 23 thị trường. Trong 8 tháng năm 2023, Việt Nam đã xuất khẩu sầu riêng tươi đạt trên 300.000 tấn. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 8 tháng năm 2023, mặt hàng sầu riêng mang về doanh thu xuất khẩu trên 1,2 tỷ USD, chiếm 30% tổng kim ngạch và gấp gần 3 lần so với kim ngạch cả năm 2022, 420 triệu USD. Sầu riêng được dự báo sẽ tiếp tục lập kỷ lục xuất khẩu khi ngày càng có sự đầu tư các vùng trồng theo tiêu chuẩn cao để xuất khẩu sang Trung Quốc và nhiều thị trường có yêu cầu khắt khe khác. Dự kiến năm 2023 kim ngạch xuất khẩu sầu riêng cả nước đạt trên 1,6 tỷ USD, chiếm khoảng 30% kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam. Cục đăng kiểm Việt Nam cho biết vừa có văn bản Gửi các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới về việc thực hiện kiểm định cấp giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định có thời hạn hiệu lực là 15 ngày đối với các trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Theo đó, cục đăng kiểm Việt Nam cho hay, trước đây, việc thực hiện kiểm định cấp giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường có thời hạn hiệu lực 15 ngày đối với phương tiện thuộc đối tượng cảnh báo trên chương trình quản lý kiểm định liên quan đến vi phạm hành chính được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 100 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Tuy nhiên, ngày 8 tháng 6 năm 2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 30-2023-NDCP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 139-2018-NDCP của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới. Do đó, với việc các phương tiện chưa chấp hành quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, chưa nộp phạt theo quy định, các phương tiện bị cảnh báo, đăng kiểm sẽ không được thực hiện kiểm định cấp giấy chứng nhận đăng kiểm và tem kiểm định tạm thời có thời hạn hiệu lực 15 ngày để di chuyển như trước đây. Các chuyên gia cho rằng quy định này sẽ giúp tránh việc các chủ xe doanh nghiệp lợi dụng quy định cho phép kiểm định xe tạm thời để tiếp tục lưu thông thời gian dài mà không chấp hành việc nộp phạt theo quy định, làm giảm tính gian đe của việc xử phạt. Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, thành phố đã ghi nhận 3 ca tử vong liên quan đến sốt xuất huyết Hà Nội đang bước vào giai đoạn cao điểm của dịch sốt xuất huyết với số ca mắc không ngừng gia tăng và đã ghi nhận trường hợp tử vong. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn lơ là chủ quan trong công tác phòng và điều trị bệnh. Từ đầu năm 2023 đến nay, thành phố ghi nhận 8.362 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó có 3 ca tử vong. Bệnh nhân phân bố tại 30 trên 30 quận huyện thị xã, 520 trên 579 xã phường thị trấn. So với cùng kỳ năm 2022, số ca mắc tăng gấp 4 lần số ca tử vong tương đương. Từ đầu năm đến nay, Hà Nội đã có 599 ổ sốt xuất huyết, trong đó còn 200 ổ dịch đang hoạt động tại 27 quận huyện. Theo dự báo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết tiếp tục diễn biến phức tạp trong các tuần tới. Đề nghị tại các quận huyện, thị xã, phường, thị trấn cần xác định việc loại trừ các ổ bọ gậy là yếu tố căn cơ cốt lõi để tăng cường tổng vệ sinh hàng tuần, xây dựng phong trào vệ sinh môi trường xanh sạch đẹp tại gia đình, khu dân cư, khu đất trống, đền chùa, khu vực xây dựng, trường học. Khi phát hiện sốt cao liên tục, người dân cần báo ngay cho trạm y tế hoặc đến cơ sở khám chữa bệnh để được khám, điều trị kịp thời, tuyệt đối không được tự ý điều trị tại nhà. Chuyển sang tin quốc tế, Mặc cho lạm phát và nắng nóng, du lịch châu Âu đã tăng trưởng mạnh mẽ, không chỉ phục hồi hoàn toàn sau đại dịch mà còn ghi nhận những kỷ lục về lợi nhuận. Ngành du lịch châu Âu vừa tổng kết một mùa hè nóng bức nhưng bội thu. Năm nay, khách du lịch từ Anh, Tây Ban Nha và Đức tiếp tục đổ tới Bồ Đào Nha nghỉ hè. Lượng khách Mỹ và Canada cũng ngày càng tăng. Riêng trong mảng lưu trú, lợi nhuận từ mỗi phòng cho thuê đã đạt mức cao lịch sử, giá khách sạn tăng 31%. Tính trung bình sau khi trừ đi mọi chi phí, chủ khách sạn lại tới 65 euro cho một phòng một đêm. Tại Tây Ban Nha, mùa hè nóng bức bất thường đã không làm giảm lượng khách du lịch. Tỷ lệ phòng khách sạn có khách thuê lên tới 93%, giá thuê phòng tăng 15% so với hè năm ngoái. Các phòng đặt vào phút chót còn đắt hơn từ 20 đến 30%. Chỉ trong hai tháng hè vừa rồi, nước Pháp đã thu được 65 tỷ euro từ khách du lịch, nhiều hơn so với 58 tỷ euro hè năm ngoái. Lượng khách nước ngoài tới Pháp trên các chuyến bay dài tăng 29%, khách du lịch châu Á tới Pháp tăng hơn gấp đôi so với năm ngoái. Giống như các nước khác ở châu Âu, Thụy Sĩ cũng đã ghi nhận lượng khách du lịch cao nhất từ trước tới nay tại một đất nước không có biển mà chỉ có núi và hồ. Bản tin 16 giờ chiều nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.